quý vị mình điều hòa cái hơi thở của mình. Và tại sao Đức Phật lấy hơi thở là cái đề mục để chúng ta ngồi thiền? Bởi vì cái hơi thở là cái quan trọng nhất cho con người. Bây giờ đại chúng nghĩ với cái gì mà gần với mình nhất? Hơi thở. Và cái gì quan trọng nhất đối với mình là hơi thở. Tại vì nếu mình ngưng thở thì tất cả những sự việc mà chúng ta sắp xếp, chúng ta chuẩn bị, tất cả đều sẽ tan theo mây khói. Tất cả một sự nghiệp lớn lao nó không lớn lao bằng hơi thở của mình. Mặc dù hơi thở mình nó là sao, nó rất nhỏ bé, nó chỉ có cái hít vào cái thở ra. Nhưng mà trên thế gian này, người giàu cũng phải thở, người nghèo cũng phải thở, xấu cũng phải thở, đẹp cũng phải thở, bất cứ ai trên cõi đời này đều cũng phải thở. Tại vì nếu không thở là cho nên người xưa mới có bài, người ta mới có cái bài thơ, quý vị nhớ không? Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở nước ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Trăm năm có người nào ai ai cũng phải hít vào thở ra, phải không? Cho nên hơi thở rất là quan trọng. Bây giờ cái đề, cái quan, cái căn bản nhất, cái basic nhất, cái căn bản nhất của chúng ta là mỗi ngày chúng ta tập thở. Mình ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được, và thậm chí giờ nào quý vị đi ngủ, quý vị muốn đi vào giấc ngủ thì dễ dàng quý vị tập thở. Ví dụ mình nằm buông xuôi toàn thân, rồi mình để tay mình có thể xuôi xuống cũng được, hoặc mình để tay trên bụng mình cũng được. Rồi mình nhắm mắt lại, mình để cho hơi thở tự nhiên và ra. Mình có thể quán cái bụng của mình còn xẹp. Khi mình thở ra thì bụng mình nó sao? Nó xẹp, nó xẹp hay còn? Xẹp, thở ra thì còn. Thì mình sẽ còn xẹp. Rồi bắt đầu mình thở vào, cái mình nghĩ trong con mắt của mình. Thở vào, cảm ơn đôi mắt. Thở ra, cảm ơn đôi mắt. Mắt của mình nó làm việc cho mình 24/24 mà chưa bao giờ đòi hỏi một cái gì. Mà mình nhiều khi nó cũng muốn nước ra, tự nhiên mình thấy tay của mình nó có lé, nó không phải nghe lời nó lé cái. Rồi cái con mắt của mình cũng vậy, rồi mình nhìn tới lá cổ của mình, gan của mình, quý vị nhìn vô bên trong mình thấy toàn thân của mình, từ cái lỗ tai cho đến phổi, gan, tim làm việc cho mình suốt. Từ khi mình có mặt trong bụng mẹ, nó bắt đầu đã làm việc cho mình, đúng không? Nếu mà nó cứ trong đó mình chết rồi. Khi mình tưởng hình mình đã có mặt trong bụng mẹ, mình tưởng hình thì bắt đầu tim, gan nó làm việc cho đến khi mình ra đời. Và mình đeo đuổi người này, mình khen tặng người kia, mình đủ cách đủ kiểu, nhưng như bao giờ mình có thời gian mình trở về và tri ân tất cả những gì trong cơ thể của mình, mặc dù nó làm việc cho mình suốt. Nhất là tim của mình. Tim của mình nó làm việc này, mình ngủ nó không được ngủ hả? Nó ngủ nó không tiêu rồi. Cho nên mình ngủ nó vẫn không ngủ, nó vẫn làm việc. Và đôi khi mình còn, đó là mình nói là mình sống bình thường này. Nếu mình dở hơn nữa là mình còn đem vào những độc tố để mình đánh phá lá gan của mình, lá phổi của mình. Ví dụ như lá phổi mình nó sống trong lành này, nhưng hàng ngày mình đã đem bao nhiêu cái độc tố như là khói thuốc. Rồi gan của mình nó đang sống cho mình như vậy, thì mình đem vào những cái chất cây nồng để mình hại lá gan của mình. Nhưng mà nếu một ngày nào đó nó chịu hết nổi rồi thì nó sẽ biểu tình và bắt đầu nó buông xuôi. Nó buông xuôi thì gan bắt đầu gan mình hư, phổi mình hư, thì chừng đó mình buông tay mình chịu chết. Tại vì gan cái thận nó
thương là coi như là cơ thể mình là cái nguồn máy sống đã mất dần đi. Cho nên mình tu tập là để mình có một cái chánh niệm. Thì đi ra mặc dù cái gì chánh niệm là gì, là một cái ý thức sâu sắc về cái cách sống của mình, về cách sống của mình, mình sống như thế nào. Trước hết là mình có tổn hại cho mình không, mình có tổn hại cho mình không. Trong cái đó hàng ngày mình sống tổn hại cho mình, nội tâm nội tạng của mình bằng những độc tố, rồi mình tổn hại nội tâm của mình cũng bằng những độc tố, bằng những câu chuyện thị phi, bằng những vấn đề khổ đau trong cuộc sống chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm cho nội tâm mình bị tổn thương, mình làm cho nội tạng của mình bị hư hao vì cái cách sống đó là mới nói cho mình là đó là mình. Rồi sau khi đó là mình bắt đầu sống, mình bắt đầu làm khổ người khác, rốt cuộc mình thấy cuộc đời là khổ. Mà thật sự nó khổ là tại vì chính mình đi gieo rắc và tạo tác những cái khổ, chứ cuộc đời nó cũng không khổ đâu nếu chúng ta biết cách sống. Mặc dù ví dụ nè, đường đi trên này nè có đồi, có dốc, có này, có kia, nhưng mà người biết đi thì đi đâu, ta lựa đường nào không có trơn trượt ta đi trước. Mặc dù đó nó sẵn những con đường trơn trượt đó, nhưng tự mình phải ý thức biết được đường nào trơn trượt thì né đi. Cuộc sống cũng thế, nên đời là khổ, nhưng mà nếu chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn đi với cái khổ đó một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như mình đang ớt là cay, nhưng mà mình biết nó cay thì mình phải cắn nó làm sao, cắn một cái ớt làm sao mà nó vừa cái khẩu vị cay của mình, nó không có làm, nó không có làm mình bị quá cay với bị mất vị, thậm chí đâu có ai cầm trái ăn không, lùa cái cơ vô miệng thì nó cắn cái ớt để chi, để nó hòa quyện với thức ăn, không làm quá cay. Nếu mà mình ăn ớt là mình thích cay, nhưng phải biết cách cắn ớt để ăn cay làm sao mà nó ngon, chứ nó không có bị nóng quá, cay quá, nó làm nó bất vị. Vậy thì cái chánh niệm mà Đức Phật dạy cho chúng ta, Đức Phật được gọi là Phật, nghĩa là con người sống chánh niệm trọn vẹn. Còn mình thì cũng niệm nhưng mà niệm không chánh. Mình ngồi đây mình niệm khác, và mình đang ăn thì mình lo việc khác, đang lái xe lo việc khác, mà mình lúc nào cũng sống đeo đuổi. Ví dụ như tôi trông cho tới ngày mai, nhưng mà ngày mai tới rồi tầm hôm nay mình nó lại ngày tôi trông ngày mai, thì rốt cuộc mình chỉ sống với ngày mai mà thực sự ngày mai có, ngày mai là cái tên gọi thôi, còn cái mà thật có là ngày nay. Ví dụ ngày hôm qua là thứ năm, là thứ tư, mình nói ngày mai là thứ năm đó, bây giờ thứ năm mình có mặt rồi nè, mà mình đâu coi ngày mai, mình thì gọi là hôm nay. Như vậy ngày mai chỉ là cái tên gọi thôi, ngày mai chỉ là tên gọi, còn cái thân mình đang sống là mình sống với ngày nay. Cho nên ngày hôm qua nếu ai sống trọn với ngày nay thì bữa nay thứ năm nó tới mình tầm ngày nay rồi đó, thì mình biết cách sống với ngày nay. Cho nên có một vị thiền sư đang ở chùa tu, có người tới hỏi ngài: bạch hòa thượng, hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Hòa thượng trả lời: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân phun trước ai hay làm gì. Chuyện quá khứ đã xong, chuyện tương lai thì chưa tới, và cái gì đang trước mặt mình hiện tại, mà chúng ta thì quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, mà hiện tại thì sống mình mơ, sống không biết mình đang sống, ăn không biết mình ăn, nói không biết mình đang nói gì. Cho nên rốt cuộc rồi mình là một người sống sai chết mộng, giống như ngài Trần Thái Tông nói mình là túy sinh mộng tử, sống như người sai, chết như người mộng. Vậy thì mình tu để làm gì? Mình tu tập để mình có cái biết được cái cách trở về, nhận diện cái hiện tại, nhận diện những gì đang xảy ra, có mặt trong giây phút này, để chúng ta sống trọn vẹn.
Có nhiều khi mình có 24 giờ, nhưng mình đã không để 24 giờ này nó thật sự nó có ý nghĩa, mà chúng ta đã sống thờ ơ, quên lãng ngày một hết mà chưa được gì. Cho nên ngày Trần Thái Tông cũng có bài thơ: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Lưỡi mình thì vướng vào cái vị ngon, lỗ tai mình thì vướng vào cảm thân. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mắt thì chạy theo sắc tướng, mũi thì chạy theo mùi vị. Rốt cuộc là mắt, tai, mũi, miệng gì mình chạy mất hết hết rồi. Mình xong đây mà mắt tai mình nó đi râu hết. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên lên làm khắp phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày đã hết, quê đã xa. Quê mình là quê gì? Là cái chỗ bình an của mình. Mỗi ngày mình càng lao tới cái chỗ khó khăn. Tại vì sao? Tại phóng lao mình phải kêu lao. Hồi xưa ta lấy cái cây lao là phóng cái, thì ta muốn biết con cây lao nó chạy tới đâu thì mình phải chạy theo để mình nhắm con cây lao nó rớt chỗ nào. Cho nên cái câu nó phóng lao thì phải theo tâm, nghĩa là mình phóng nó ra cái là mình phải rượt theo. Cũng giống như là người ta săn bắn vậy đó, người ta lấy cái cung người ta bắn con thỏ rồi cái thì người ta phải chạy đi tìm coi cái mũi tên người ta nó rớt chỗ nào. Tại mình cứ chạy như thế mà hết một ngày. Bây giờ mình nhìn lại mình hết mấy mươi năm rồi, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như thế nào, được mất bại thầm phỏng chấp quá hư không? Mình nhìn lại mình thấy được mất bại thầm suốt mấy mươi năm nay, có những lúc mình có rất nhiều tiền trong tay, xoay qua xoay lại tiền hết trơn. Cái đó là gì đấy? Tiền là bạc, tiền là bạc đó. Xe thì cổ, máy thì bóc, tàu thì bè, cái nào cũng có cái của nó. Cho nên chánh niệm là một sự trở về sống sâu sắc với những gì chúng ta đang có. Trước hết là chúng ta phải nhận diện mình đã có cái gì, mình đã có được một cuộc sống, mà nhất là cái cơ thể của chúng ta. Có một vị Bà La Môn đó đến gặp Đức Phật, thì ông hỏi Đức Phật là cái phép căn bản nhất để mình có được cái sự bình an là gì. Thì Đức Phật nói, Đức Phật nhìn ông, Đức Phật nói buông. Thì tại lúc đó đến gặp Phật mà có cầm một số vật dụng trên tay, ví dụ như là cái giỏ, cái gậy, cái nón gì đó, thì Đức Phật mới buông căng thả cái giỏ xuống. Thì Phật buông thì ông lấy cái nón để xuống, Phật lại buông nữa cái lấy cái mắt kiếm nát bỏ xuống. Buông riết trong không còn gì buông hết. Phật mới buông cái mới giảm hết gì để buông. Phật mới nói tu đâu có nói buông cái đó. Cái mà tôi nói cho tôi là buông cái gì? Buông cái sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu trần là sáu cái đối tượng đó, là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Rồi sáu cái thức đó là sáu cái phân biệt của nó. Ví dụ như con mắt mình là căn, cái này là cái đối tượng của con mắt. Cho nên con mắt mình nhìn cái bông này thì mình nhìn nó, tại vì nó có sắc, nó có tướng, thì con mắt mình có cái con căn, cái căn mà mình thấy mình phải nhìn. Nhưng mà cái gì mình nói là cái này là cái gì? Cái thức, cái nhận thức và phân biệt. Cho nên mình nhìn cái này là cái, lấy con mắt nhìn cái này, cái thức là nó phân biệt liền, nó thấy cái này là hoa mẫu đơn đó. Chứ còn nó nhìn chung là hoa thôi, nhưng mà cái kiểu mẫu đơn đó, lấy mẫu đơn này màu lạc hơn mẫu đơn kia, mẫu đơn này nhỏ hơn mẫu đơn kia, và mẫu đơn này đẹp hơn là hoa hồng. Rồi nhìn cái ố này hồng dại, vân vân. Vậy thì cái gì mà để cho mình nói được từng món cái nhận thức của mình? Chứ còn bản chất thì không có mắt thì nhìn nó là cái sắc. Nhưng mà chính khi chúng ta đọc được từng tên, đây là chuông, kia là mỏ, này là gì?
gì gì là hạnh phúc. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta lấy con mắt nhìn cảnh phân biệt, lấy lỗ tai nghe tiếng phân biệt. Ví dụ như mình đang ngồi đây và dưới kia ai mở nhạc, chứ mình để ý mình nghe sao đến chế lưng rồi sợ mình nghe rồi mình hơi lót lót gì đó, cái nghe kỹ thì hình như không phải này chế gì đó. Ví dụ vậy, cho nên nghe tiếng âm thanh phân biệt bằng mắt và tai mũi. Ngồi đây mà nếu chú biết là nấu gì mang lên thành buổi trưa nay chú cho mình ăn cà ri, mặc dù mình chưa ăn nhưng mà ngửi mùi nhận thức và như vậy thì sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì hôm nay đại chúng vào trong này, mình có đem sáu căn của mình theo không? Sao không? Như vậy là mình mua đây một cái đêm sáu căn theo không? Có. Mình đem mắt tai mũi nhìn một theo, và cái người nói chọn mình đó là nhanh nhất. Như vậy là rõ ràng mình có mang căn nhĩ căn theo, mình có mang nhĩ căn, mình có nhĩ căn với mình, cho nên cái tiếng nó vừa phát lên là mình trả lời và nhận thức được. Vì cái gì mà nhận thức là không có có nhận thức câu hỏi, đó là một câu hỏi, cho nên muốn trả lời cái câu hỏi là không và có. Như vậy sáu căn mình đi tu mình dẫn đem theo, nhưng mà bây giờ ấy, mình đem theo để mình nhìn, mà không phải cái đối tượng thường ngày mình hay nhìn nữa, mà bây giờ mình nhìn Phật, nhìn cái cảnh thánh thiện, nghe cái tiếng thánh thiện, ngửi cái mùi chai lạ, nếm cái vị chai lạ, nhận thức cái sự chai lạ. Như vậy thì mình chỉ đổi cái đối tượng thôi, chứ đâu có, phải là mình tu là mình bịch hết đâu nha. Nên có cái bộ tượng á, có bộ tượng ba con khỉ á, nó bịch miệng, bịch mắt, bịch tai, còn không con nó ngồi nó tắt như này. Ở là cái gì vậy? Vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn nói, nhưng mà trong cái chánh niệm. Hay là cái con cái biểu tượng gì, nói nghe thấy bằng tất cả cái sự ý thức. Cho nên bây giờ mình vô đây mình nhận thấy, nhưng mình đâu còn thấy những cái tướng gì ở ngoài đời mình thường thấy nữa, những cái ngày thường mình sống ngoài đó. Vậy thì vô đây có buông không? Mình vẫn buông, mà buông cái làm cho mình bị ô để đổi qua thành một cái sự thanh tịnh. Như vậy tu tập là một sự quán chuyển, mình gọi là cái tu đó, tu là sửa lỗi, tu là sửa lỗi. Thì trước kia mình giờ nói mà mình nói không có chánh niệm, cho nên nói người ta buồn. Bây giờ mình vẫn nói nhưng mà nói cho người ta vui, nói cho người ta ở nhà. Nếu mà giờ này nè là mình không đi làm á, nếu mình ở chỗ làm, nếu đưa quyền mở lên là bắt đầu mở phát lên nghe, đó là nói tu nghe. Còn nếu không có là mở nhạc nghe, còn không là giờ này ngủ chưa vậy, mình vẫn còn đang ngủ, và thậm chí mình sống một cuộc sống rất an nhàn theo cái cách sống của người hàng ngày thế gian. Còn cô đây, còn tối hôm qua mấy giờ đi ngủ không cần biết, nhưng sáng nay 5 giờ đã chuông đã báo đầy chùa hết rồi. Chẳng những cái chuông ngay cái cây nó thỉnh lên xong rồi con ông cặp chuông lắc đầy phòng. Cho nên không muốn thức cũng phải thức. Rồi xong đợt 1, 5 giờ rưỡi lắc lên thứ 2, vì nãy mình đưa cái điện. Hồi nãy mình thức rồi, rửa mặt xong rồi, giờ ngồi gặp lên gặp xuống, chờ tới giờ lên đây ngồi thiền tụng kinh. Như vậy thì mình đi vào cái sự tu tập đó, là để mình điều phục sáu căn. Rồi sáng sớm bắt dậy mở mắt tụng kinh, nghe kinh ngồi thiền, chuyển đổi thôi, chuyển đổi thôi.
Như vậy thì chúng ta là cái người ý thức, mình biết mình đang có những cái gì và xưa nay mình sử dụng cái gì, bây giờ mình tu tập, mình thay đổi cái cách phong chức có gì không. Cho cái điều kiện nó thôi quy đi mà chắc là khó khăn lắm, không chừng cái ăn chay bao nhiêu ngày, đi chùa bao nhiêu ngày, một tuần một lần vân vân, cái đó là tùy mình phát triển. Nhưng mà cái chính là kể từ khi mình quy đi, mình đã biết cách chuyển đổi cái cách sống của mình, chuyển đổi cách sống của mình. Cho nên mình đoán thì chưa được, nhưng bắt đầu có cái phần hộ trì, có cái phần chế ngự. Đức Phật có dạy con người chúng ta có bốn việc: một là mình gánh, hai là mình mang gánh, ba là mình nhân duyên của cái gánh, bốn là mình buông cái gánh. Thường thường gánh đó, nhà Phật biểu tượng cho một cái sự chấp trước, một cái sự dính mắc. Cho nên trong cái bòn Tây Du Ký, trong Tây Du Ký, ngài Huyền Trang là sư phụ Tôn Ngộ Không, Trương Bát Giới và Sa Tăng. Mà trong cái đoàn đi bốn người đó, ai là người luôn luôn tránh mọi thứ đi phía sau? Sa Tăng. Và Sa Tăng là trong bốn người, ai là người ít nói nhất? Sa Tăng. Người nói nhiều nhất là Ngộ Không và Trương Bát Giới. Tại vì sao không? Trương Bát Giới là tượng trưng cho tham, tham tiền, tham sắc, tham ăn, tham ngủ. Mà Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Có phải là giữa bản năng và cái trí nó luôn luôn đó, nó làm sao? Nó không thích, nó nói chuyện với nhau. Ví dụ nha, ví dụ như là mình trong lòng cũng có tham, nhưng mà cái lý trí mình nó không biết làm vậy có nên không? Thế thì cái tâm tham nó không sao đâu, chắc được mà chút chút nó sao được. Rồi cái đó nói nhiều khi mình phải cắt của ai đó thì mình thấy không được, thì cái bản năng tham nó không sao, nhiều khi mình lấy mình bố thí cũng tốt mà. Hiểu ý không? Nó là thường thường trong đầu mình như vậy, chứ nó tranh đấu nhiều thì bản năng và lý trí. Cho nên trong cái đoàn đi thỉnh kinh đó, giữa tham và cái trí nó luôn luôn nó conflict, nó luôn luôn nó tìm điều kiện. Nhưng mà cái người mà thích nói và luôn luôn gắn trong đoàn đó là sao ta, và con người đó là tượng trưng cho cái chất trước ôm ấp. Thường thường người mà ôm ấp dính mắt họ ít nói, thường thường mà họ thí dụ trong một gia đình, người mà họ chịu, họ sống nội tâm, họ chịu đựng mọi thứ trong gia đình, thường người đó hầu như cái gì họ cũng gương để cho mình. Cho nên Satan là tự tin cho một cái tâm thức của sự dính mắc. Và chính vì vậy cho nên mới gánh. Cái gánh đó là biểu tượng của một cái sự ôm ấp, gánh chịu trong suốt cuộc sống. Và cái người thầy như là ngài Huyền Trang và biểu tượng của con người bình thường như vậy. Trong một con người bình thường này, chúng ta có ba thứ: tham, sân, si. Tham là ác giới, sân là ngộ không, và si là ngộ tịnh, là sanh tử. Và chính ba cái bản chất đó nó có sẵn trong mỗi con người bình thường. Người tu cũng có, người không tu cũng có. Nói chung là chúng ta có mặt như một con người thì chúng ta vẫn có tham sân si. Nhưng mà mình cao hơn là mình biết hướng tham sân si về cái chỗ thiện, cho nên mình mới tìm chùa, tìm đến pháp tu, như là thầy trò Huyền Trang tìm Tây Phương để đi tập trung. Tại sao đi khác mà đi làm một việc đi tới đây chút để tập trung? Vậy thì quý vị lấy một tuần lễ nghỉ, đi làm mình lấy một tuần lễ nghỉ để đi tìm về cái đạo tràng mà tu như vậy. Quý vị không phải là một học giả đi tỉnh tĩnh sao?
rồi có vài Phật tử trong suốt 2 ngày nay nè, xin nghỉ lễ nè, có nhiều khi xin hết được rồi kho đến đang đi gì ăn xích gì để về đây buổi sáng để dự pháp hội nè. Như vậy là mình trong con người mình nó có tham sân si, nhưng mà tham sân si này bắt đầu biết chuyển hướng, cho nên đi tìm tới cái chỗ cao đẹp để mà thôi. Nhưng mà cái đoạn đường để tới Tây Phương là một quá trình thử thách không đơn giản đó. Bây giờ quý vị nhìn cái từ lúc mình đặt mình có mặt trong cuộc đời này tới bây giờ, mình chọn một cái gì mình sống đó, có phải là một quá trình đi ra chọn một cái máy gia đình mình lấy mình lập gia đình cũng phải một quá trình, chứ đâu phải lấy điều đó mình hạnh phúc liền đó. À, có lúc mình cũng nhích bên giường chút cũng có hạnh phúc rồi, chứ mình mà vươn lên mình gây gỗ nữa thì là mất vui. Cho nên có lúc mình phải nhìn chút để có được cái niềm vui cho ngày hôm đó. Nhiều lúc phải nhường chút để ngày hôm đó nó yên nhà yên cửa, chứ ai mà không tham nói, nhưng mà mình nói nhiều mà mình cảm thấy mình mệt thì mình đến chút thì cho nó yên. Có nhiều khi mình cũng mệt lắm chứ, nhưng mà mình phải ráng chút đi, tại vì đây là bổn phận của mình chấp nhận làm cái bổn phận này thôi thì phải làm. Như vậy mình cũng có một cái gánh, phải không? Phật có mình có cái gánh. Vậy thì chúng ta đều là những người đang gánh, chứ không có gánh nào nữa. Đang gánh, gánh nặng, gánh nhẹ, ít gánh nhiều, đều có cái gánh. Và cái gánh đầu tiên của chúng ta có là gì? Đó là cái gánh của cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức. Rồi đây chúng ta có sắc thân rồi. Rồi nếu mà cái sắc thân này nó khỏe thì mình cũng gánh nó, nhưng mà nó nhẹ hơn chút. Và bữa nào mà cái gánh này bắt đầu xuống dốc rồi thì bắt đầu mình gánh nặng chút, chứ đâu ai không gánh đâu. Hồn khỏe đó, hồn hồn mình hồn khỏe đó, cũng cái gánh đó mình gánh đi nhẹ nhàng lắm. Tự nhiên giờ bắt đầu lớn tuổi chút rồi cái gánh này thấy nó hơi nặng nè. Bây giờ đi lên hồi xưa mình đi cầu thang mình khỏi cần nhịn ai xuống một khỏi thấy. Bây giờ mỗi lần lên cầu thang cái kiếm chỗ cầm nắm từ 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 lên đó, bây giờ gánh lên hơi nặng lên rồi gánh xuống cũng phải đỡ chứ không thôi nó tuột nhá. Như vậy thì chúng ta đều có cái gánh, mà trước hết là cái gánh sắc thân của mình, chưa nói cái gánh mắt thọ tưởng hành thức. Thọ là gì? Cả thọ. Bây giờ này chúng ngồi trong phòng này, quý vị có cảm thấy dễ chịu không? Không nóng, không lạnh, đang rất là dễ chịu. Đây là cảm thọ. Cảm thọ này gọi là cảm thọ trung tính, không nóng không lạnh. Nếu mà mình cảm thọ khác đi á, gọi là cảm thọ nóng hoặc là cảm thọ lạnh, hay là chúng ta đang cảm thọ vui, chúng ta cảm thọ khổ và cảm thọ trung bình. Ví dụ như có những vị hiện tại bây giờ không có buồn phiền, không có vui buồn, có gì trong tâm rất là bình thường, đây là cảm thọ vui tinh. Nhưng mà ngày mai một lát nữa mình đi ra mình xây lại, mình thấy cái áo lạnh của mình bán đâu đó bị ai lấy nhầm rồi đó, là bắt đầu mặt mình tái xanh lên đó. Mình không phải là mình tiếc cái áo không, mà trong cái áo có cái bóp của mình, có cái bằng lái xe của mình, hay là có cái thẻ của mình. Vui lắm, ngày qua có một cô bộ gặp cô nội nó thấy thì đỡ nó giết cho con bởi vì gì vì rồi cô quan hiếu sinh con gặp thầy á, thầy kêu con vô thăm thầy ra mất rồi giết. Thầy ơi, con sự thật hôm qua con mất đi dạy. Con đi về chứ không á thầy. Thầy hôm qua đi về đi một vòng coi chừng con cọ có tha là đúng. Thì bây giờ Đức Phật dạy nè, chúng ta đầu tiên ai cũng sẽ có một cái gánh, và cái gánh đầu tiên chúng ta có chính là cái thân này, sắc thọ tưởng hành thức. Đó là chưa nói trong cuộc sống của mình
mình lấy cái gánh này mình tạo một cái gánh mới là một ông chồng một ba vợ. Sao cho thấy buồn buồn quá, em thấy cái nhỏ thật quyền gánh có phải không? Tự của mình có cái gánh mình là một cái thân mình rồi, nhiều khi lo này chưa xong còn lấy mắt nó nhìn ra cái gánh thứ hai, bắt đầu gầy dựng thêm một gánh. Xong gánh này rồi cái bắt đầu có gia đình nữa, nói cho nghe con mình giờ đâu quá, hai vợ chồng làm không đủ thì chắc mình phải đầu tư gì nghe nghe, chứ mình làm thêm một cơ sở làm ăn thêm bộ thêm gánh có phải không? Vậy thì trong cuộc sống mình á, tự mình sống ra đã có một gánh, đó là cái thân ngũ uẩn của chúng ta đây là sắc thọ tưởng hành thức. Giống như thầy Du Trì ở đây vậy, hồi đó thầy còn đi học, lúc đó mà đi giảng rồi, lâu lâu hỗ trợ cho thầy đi học, rồi sau này học xong Phong Hoàng góp ý, nó thôi thầy định mạnh lên, thầy có cái sở học, thầy có bằng cấp, thầy có sở học, còn như Phong Hoàng đây là dốt toàn tập, từ tập 1 tới tập 4 dốt, không có đi học, cho nên đành mang cái kiếp dốt, nhưng thầy có cơ bản, thôi thầy đừng có lập chùa chứ. Bây giờ thầy kiếp cái thấp thầy ở, rồi thầy đi dạng, thầy đi các đạo tràng, thầy chỗ nào tổ chức nó tu thầy dạng. Nhưng mà cuối cùng thì thầy không có làm cái phương án đó, mà thầy bắt đầu gây cái gánh này, bắt đầu thầy mua cơ sở này, rồi bắt đầu thầy dấn thân vào cái cơ sở này. Mà khi có cái gánh này rồi thì cái chuyện kia nó phải hạn chế. Bây giờ một mình một con mà làm sao công dân mà sắp giỏ cái dạng được, quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên mình ai cũng sẽ có một cái gánh của mình, nhưng mà rồi nếu chúng ta tùy theo mỗi gánh nặng nhẹ, nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình thấy, Đức Phật chỉ cho mình thấy là đầu tiên mình sinh ra có mặt trong cuộc đời này là mình có cái gánh trước mắt của mình trong cơ thể, đó là cái tâm thần mình phải gánh sắc thọ tưởng hành thức, gọi là ngũ uẩn. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta đi gây dựng thêm những cái gánh khác. Rồi mình có một cái gánh thứ hai, chính là cái gánh, là cái mang gánh này nè. Ngoài cái xác thân này sanh ra rồi, có ngũ uẩn xác thân rồi, nhưng bây giờ bắt đầu phải đặt làm cái ý hay sao? Đặt cho nó cái tên, phải không? Bắt đầu có tên rồi, bắt đầu từ khi nó có tên bắt đầu có tuổi. Năm thứ nhất ăn thôi đâu, năm thứ hai ăn sinh nhật, ăn mấy chục cái sinh nhật luôn. Tên thì cũng có, tuổi thì cũng có, gọi là tên tuổi. Cho nên đâu cần đại làm ca sĩ cũng có tên tuổi đâu, vừa sinh ra là đã có tên có tuổi, ngày sinh tháng đẻ. Rồi chúng ta có tên họ, đó là tôi nói gia đình. Rồi ăn uống theo khẩu vị nào, theo con hoa văn hóa tập tục này, mình bắt đầu có cái gánh thứ hai. Đó gánh thứ hai đó mình xin là mình có tên, có giấy khai sinh, và có bắt đầu sống bằng cách đến tuổi. Rồi bắt đầu mình tạo được cái gánh của một cái gia đình như vậy. Cái gánh đó mình gọi là gánh và mang gánh. Mình sinh ra mình có gánh thôi, bắt đầu mình mang là đấy, anh mang họ của ai? Bây giờ con mang họ mẹ, con mang họ cha, con mang tên đó, con mang tuổi đó, con mang cái văn hóa đó. Tức là lúc nào mình cũng có một cái mang gắn xong rồi mang. Người ta lâu lâu hỏi quá đó, thả cái gắn xuống. Nhưng mà phải biết cách thả nha, thả không biết cách lát nó phải dùng sức nâng gánh lên cực. Ở Việt Nam mình đã cắm cái gánh xong cái ta thả cái gánh xuống, phải không? Tới họ muốn nâng nó lên trở lại thì phải cúi người xuống đi, đưa cái gánh này lên nữa, dùng sức. Phong Hoàng đi qua những cái nước khác, người ta có cái cách thả gánh này không? Người ta gánh phải không? Trên cái đầu gánh đó,
trên cái đòn gắn cái bộ ở trên lại để cho cái gắn cái đòn cái cây nó được buộc xuống. Rồi trong khi mình đi á, trong khi đi là người ta có cầm thêm một cái cây để người ta làm cái chân thứ ba người ta đi cho đỡ mệt. Khi nào người ta mệt á, người ta dừng lại, người ta để cái gắn nó xuống thì cái cây này người ta đưa nó vô giữa để nó chống cái cây nghe, cái cây gắn. Để một lát người ta chỉ cần đứng đó, đứng yên đó, đưa cái vai vô, nâng gắn lên. Không cần phải dùng sức như hồi xưa, mà nhỏ có bạn thấy, người ta cầm hôn xuống trở lại, rồi để nâng cái gắn lên. Già rồi có khác. Người ta nói đó, mình đã dùng sức khiến cho mình mệt lắm. Khi nào mình không còn sức nữa phải dùng gì? Dùng thêm cái trí để phối hợp với cái sức. Tại vì mình dùng sức không là mình sẽ kiệt sức. Giống như mình cái bàn nó nặng quá, mình không có lấy sức mình lo thì sao lo nổi. Mình không có thì mình lấy mình đẩy, lấy người nhích cho chỗ này, nhích chỗ kia, nhích từ từ xuống cái dưới chứ mình lo lo. Nhưng mà nhích nó từ từ rồi nó nhẹ. Tại đứng ra cái Đức Phật nói là mình có cái gánh. Và bắt đầu mình mang gánh tức là tên, họ, ngày, sinh, văn hóa, ăn uống, cuộc sống của mình. Mà thưa đại chúng là mình có bắt đầu cái tên hồi đầu lúc mình mới sanh ra đó. Đâu có ai kêu mình tên gì không? Kêu bé, cô nhỏ gì đó. Lớn lên trong đầu mình dính cái tên đó. Lúc nhỏ ai kêu tên mình chưa quen. Rồi người nhà bắt đầu đặt cho mình cái tên và mỗi ngày gọi mình cái tên đó. Gọi viết trong đầu mình đi theo cái tên mình lớn lên dần dần lớn lên dần mình dính vào cái tên đó. Ai mà gọi mình trật là không trúng là tự liền. Vì vậy mình biết cái tên đó là giả, biết không? Mình nhận biết là giả đúng không? Nhưng mà nếu mà ai nói cái gì mà có tên mình khác đó là mình chạm người. Thậm chí người ta đã nói gì đó cái mình đi nghe, mình nghe nó nghe nói gì có tôi vậy. Là mặc dù là không tin hết thì đi nghe thôi. Hoặc là mình nghe người ta nói gì mình đóng mình nghe, tôi có đóng gì mình đóng. Như vậy thì mình bắt đầu chứng vào những cái gì mà chúng ta có. Thật ra cái ngày sinh của mình nó là chúc mừng sinh nhật. Nói cho đúng ra là xin chia buồn sinh nhật. Tháng tuổi là buồn vui chuyện. Đã không? Mỗi gì mình thấy hát cái bài á, gì mà mỗi năm mà mẹ tôi già thêm một tuổi. Nghĩa là mỗi một năm tới mà mẹ mình già thêm một tuổi là cái ngày mà mình xa mẹ nó lại gần hơn. Đó là chân lý đó. Đó là chân lý đó. Thành thử ra mình nói là giống như mà mình biết rằng á. Cho nên ở trong cái người xưa, cái ngày sinh nhật, cái người xưa không gọi là sinh nhật. Người ta gọi là sinh thần. Còn nếu mà cái từ mà tốt hơn và gọi hay hơn nữa đó, mẫu mang nhật. Mẫu là gì? Mẫu là mẹ. Nang là khó, nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó với mình nhất, chịu đau đớn với mình nhất chính là ngày sinh của mình. Cho nên người xưa có một cái từ khác để gọi ngày sinh nhật là mẫu nang nhật. Và nếu mà chúng ta là cái người sống mà cứ đi theo cái chiều đó, cứ sinh nhật là mình phải bắt mọi người phải chúc mừng mình, tặng quà cho mình. Nhưng mình thiếu một món quà cho mọi người. Đó là mình thiếu món quà cho mẹ. Có phải là mình sống theo cái chủ trương? Thậm chí mình cũng expect mẹ phải tặng quà cho con, tại đây là sinh nhật của con. Nhưng mà nếu ngày này của 10 năm trước, 50 năm trước, mẹ mình không mang nặng để đâu làm gì có mình ngày hôm nay để ở đó mà còn ngoài sinh nhật. Như vậy chân lý của mình là nếu ngày đó mình sống được với chân lý đó thì mình kiếm một món quà tặng cho mình. Còn nếu không phải là một món quà thì ít nhất cũng là một lời cảm ơn mẹ. Đúng không? Thì Đức Phật dạy mình nhận ra cái gánh, mình nhận ra cái gánh để mình biết đây là cái gánh,
để chúng ta đừng buông trôi và sống dở, sống dính mắt, sống chấp trước trong cái gánh, mà chúng ta biết có những lúc buông gánh, phải không? Tùy thuận cái gánh mà không khổ đau về cái gánh. Vì khi tôi sinh ra mang được nghe tiếng con nhà nghèo qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên còn nghèo. Ba mẹ mình đặt cái tên đó, mình lớn lên rồi mình cũng đổi tên, nhưng mà cuối cùng cũng chết sợ đặt xong cái đúng tên. Ví dụ như mình tên Hồng, qua Mỹ cái tên Rose, nhưng mà Rose là tên mình đặt hết. Nhưng mà lúc cúng, lúc chết rồi cúng rồi vẫn sợ là ông Rô biết mình biết không? Nên thằng này nhớ đọc con tên Hồng Rose. Đó là mình vẫn sáng là vẫn sợ. Cho nên Đức Phật á, thường thường á, Phật không có biểu mình bỏ cái gì. Nhưng chuyện bỏ đây nghĩa là gì? Bỏ đây không phải là một cái sự kiểu buông á, trong chuyện bỏ đây có nghĩa là mình buông trôi, mình thả trôi, hay là mình sống tiêu cực. Mà chữ buông là mình biết nhận diện, không suy tắc, và đồng thời có những cái gánh nào không cần thiết đừng tạo thêm. Cái quan trọng là mình đã mang một cái gánh cũ, đừng tạo thêm cái gánh mới nếu không cần phải. Ví dụ như giờ mình có nợ mà chưa trả hết thì thôi gói nghe, đừng gây ra nợ. Thì cái này mình có chủ quyền, mình có chủ quyền. Còn như cái thân tuần này, mình mang thân là một gánh rồi. Nghe nợ hay không? Sợ chạy nợ. Thí dụ mình mang cái thân này là một gánh rồi, bây giờ sao để được có gánh thứ hai của cái thân này? Chắc chắn một ngày nào đó mình phải già, phải bệnh, đó là chuyện đương nhiên, mình phải gánh. Nhưng đừng tạo thêm cái gánh thứ hai là gì? Cố gắng sống chánh niệm để đừng làm cho cái bệnh của mình nó tới sớm hơn. Đừng có tạo thêm cái gánh nặng. Như nãy mà ví dụ như mình có lá phổi, lá gan, không biết tương lai tim gan và phổi mình sẽ làm bệnh, bắt buộc phải đi tới ngay đó đó. Nhưng nếu mình không chánh niệm, mình đem vào những độc tố, gan mình sẽ được sống hơn, thận mình được sống hơn, tim mình được sống hơn, là tức là mình tạo thêm gan. Quý vị hiểu mình không? Tức là mình đã có. Giống như mình ăn, bắt buộc con người phải ăn. Nhưng nếu mình ăn không chánh niệm thì cái món ăn này sẽ là bệnh cho mình. Còn tôi với lại chúng, cuộc sống con người mình sống thế nào đúng là phải già. Mình sống chung mình thế nào cũng phải chạy ra. Dù hồi đó mình nói mình thề mốt với nhau giữ nó luôn, mình hứa là mình sẽ làm hạnh phúc cho nhau luôn, mình hứa đủ chắc hết. Nhưng mà tới hồi sống chung rồi mình thấy chịu nổi. Mình chịu nổi, không lẽ gì mình hát bài lập. Không lẽ gì từ sáng tới đó không kinh gì tụng bài bài kinh lập. Cho nên mình sống với nhau nhưng cố gắng đừng tạo thêm những rối rắm cho nhau. Ví dụ mình biết ông chồng mình nóng tính, bây giờ mình gắn ông chồng đó, gắn ông chồng nóng lên, vậy thì mình sẽ ráng làm sao khi ông vừa nóng tính, mình đừng có tát thêm những cái lời nói, những hành động để mình tăng trưởng cái nóng của ông lên, để nó thiêu đốt cái hạnh phúc, và thậm chí tạo ra một cái lời nói khó nghe. Mình biết cũng nóng mà không có đủ cái sức bình tĩnh để ông, thì mình đừng tạo thêm cái rối. Mình tu tập là để mình có chánh niệm, mình nhận diện cuộc sống mình đang gánh những cái gì. Có khi mình đang gánh một người con, bản thân mình cũng có ngũ uẩn này, rồi xong bây giờ mình có gia đình là một gánh này, có hai đứa con là hai gánh này, rồi giờ thêm một đứa con tâm tình nó nóng nảy, hay là khi nó nóng nảy nó nói những lời khó nghe, mình tự nhận cái đó và mình đừng tạo ra những cái mới giữa nó với mình. Hễ mình nói vừa phân nửa lên mình lùi bước. Tại vì sao? Tại vì cái chân lý là gì?
chân lý của bình an là gì? Nhẫn, một lời nhẫn, một lần nhẫn, sóng yên gió lặng, lùi một bước viễn vọng trời cao. Đó là công thức hóa giải hận thù. Còn mình á, tao là mẹ mày, thì mình sẽ la lại lên mình nói, thì nó mới nói vu khe. Mình vừa đáp nó không có nói sao, mình vừa ba chuông là nó đã bấy mỏ. Cho nên đó là cái cách của mình đó. Rồi cái thiệt hoặc là mình nhận, tôi là vợ của ông, nhưng mà tôi là chồng của bà. Thì nhưng mà ông có biết ông xứ này đấy đi hết, ông nhưng mà tôi là người Việt Nam. Tự mình phải biết. Đức Phật dạy mình có cái gánh đầu tiên là phủ quẩn, rồi bắt đầu mình mang gánh, rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Cái cách mình đối với cái gánh của mình. Hồi nãy giờ cô đã nói là cái thứ ba là cái nhân duyên của gánh. Hồi nào thấy dễ thương mà tới hồi vô rồi mới biết hàng quảng cáo. Quý vị thấy mà quảng cáo trên TV không? Trời ơi, nó không phải cùng bên ăn ngon gì hết. Cục chải ra, đi bao nhiêu cây số mua cho được hộp cơm, nó hợp nó về, không nên ăn trước quá. Bây giờ là giả nhiều lắm thôi. Nhất cười đi qua bên, đi qua Trung Quốc, đi vô mấy cái chợ nó bán có làm, nó làm mấy cái tên tiệm đồng hồ, làm cái nhỏ nhưng mà ta nhìn ta biết hết đồng hồ hiệu gì mình biết ở ngoài mấy chục ngàn ở đây có mấy mấy bạn rồi cũng mua. Nhưng mà mình mua về rồi mình biết là cái này xài được, thì mình biết là mình hàng quảng cáo mà. Khi mua là đã chuẩn bị tâm tư rồi đó. Để chi biết không? Để khi mình phát hiện nó không xài được không có tiếc. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mỗi người chúng ta lớn lên là chúng ta cứ tự đi tìm cho mình một cái gánh. Gánh nặng, gánh nhẹ, gánh gì cũng sẽ có. Người ba gánh, bốn gánh, năm gánh gì đó. Nhưng mà trong quá trình có những cái gánh này, nếu không khéo mình tạo thêm nhiều cái gánh rối lắm. Cho nên Phật dạy cái câu thứ ba là nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Là mình phải biết mọi nhân mọi duyên của cái gánh của mình để mình tùy thuận. Ở một bài kinh khác Đức Phật dạy, mình sống phải biết pháp và kính trọng pháp và tùy thuận pháp. Các thầy đi độ sách giáo hóa biết được cái căn tánh của chúng sanh. Nhờ biết được căn tánh của chúng sanh cho nên làm sao? Tùy thuộc căn tánh của chúng sanh. Có một ví dụ này, đây là một cái chuông, và cái chuông này nó cỡ nhẹ thì Pháp Hòa sẽ đi tìm một cái chuông nào tương đồng để có thể thỉnh được cái chuông. Nhưng nếu mình nói đây là cái chuông, bây giờ tôi cần thỉnh cái chuông, lại lấy cái dùi của cái chuông, hai cái nó học đi với nhau. Chỉ cần một quẹt ta học với cái chuông, còn cái chuông nữa nó nhanh xuống. Tại vì mình thấy cái cây bự quá cho mình dứt cái chuông này. Nhưng nếu cái dùi này, đây là cái gánh của mình này, và mình bây giờ làm sao sống với cái gánh này, đây là biết tìm một cái cây để tùy gia cái duyên của nó, để nó sao nó phát ra được cái chuông. Còn nếu không thì lấy cái dùi của cái chuông đó lại đây, đây là nhân duyên gánh. Mình vừa đỡ một cái chuông kẻ lăng xuống đó. Có trong cuộc sống này đôi khi mình được không được thì thôi bớt. Rồi tưởng sao ba ngày sau kiếm gánh khác. Mình đâu có nhờ biết. Mình là chúng sanh, là phàm phu, là mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Trong cái nhân duyên gánh này, nó tăng trưởng cái độ tham, nó tăng trưởng cái độ tham ái. Ví dụ như lúc mình mới có con, nó còn nhỏ mình thương đứa nhỏ, nhưng mà lúc đó mình thương như là một đứa con.
con nhỏ mình sống hết, máu đổ ruột thịt của mình thôi. Nhưng dần nó lớn lên, tới dần nó lớn lên á, bắt đầu nó mập mè, nó nói, nó biết nói cho mình vui, nó biết lẻo đẻo cho mình, thì cái tình thương này tăng lên, đúng không? Tình thương nữa, trời, nó thông minh, nó biết làm lắm. Rồi mà nó lớn lên một chút nữa, nó học giỏi, nó thông minh, thì tình thương mình lại tăng lên nữa. Gì đứa con của mình sinh ra nó thông minh, nó học giỏi khác. Rồi nếu đứa con đó nó học giỏi, nó thành tài, nó lại có hiếu nữa, thì sao? Bắt đầu tình thương của ái hiếu của mình tăng dần lên nữa, với cái góc độ dễ thương. Đây là một cái ái không? Nhưng mà ngược lại, đứa nhỏ này từ nhỏ bắt đầu nó hỗn, nó nghịch, nó thế này thế kia, mình cũng đâu bỏ được nó. Ái thì vẫn còn, nhưng mà pha với cái ái này là buồn, là giận, là trách, đóng ngực, nghiêm, nợ, cũng là một cái. Nhưng có những cái gánh cái ái nó tăng, có những cái gánh đó, hỉ nộ đó pha trộn với nhau, thương ghét hờn giận như chìm sâu trong đó, không bỏ cái ái này. Đó là mấy đứa con, chồng, vợ, má chồng, má vợ, người thân. Trời, lúc tôi mới về làm trong dễ thương, hay là mình nói gì là người về làm đó thì cái người kia sẽ khen mình. Trời, lúc tôi mới về làm trong nó hiền lành, nó dễ thương. Tôi tưởng đâu là tôi được trái dâu họ. Đó là mình nói, đây là một những cái ví dụ trong cuộc sống. Mình đi tu cũng vậy, mình đi tu cũng vậy. Nếu như mình đến cái quốc độ đó, mình chấn trụ đó, để mình tạo dựng một đạo tràng để mình tiếp độ người tín Phật tử của mình, thì có một vài người nó tới cái điểm thứ nhất bắt đầu đông đông rồi, thì chân trong đạo tràng này bắt đầu nó sẽ có đủ thành phần người dễ thương, người có dễ thương. Nhưng mà trong cái chiều sâu không bỏ người nào, nhưng mà đối với mọi người mình sẽ có một cách ứng phó khác nhau. Vậy thì chúng ta phải biết rằng cái gánh, cái mang gánh và cái nhân duyên gánh, cái này cũng quan trọng. Tại vì bây giờ mình phải dùng chánh niệm tự giác của mình để mình tùy thuận và sống với một cái gánh. Nó rất thiết thực đó, nó rất thực tế trong cuộc sống đó, chứ không phải đơn giản đâu. Ngay cả một thầy đi tu, đi tu rồi quý vị đừng tưởng là các thầy muốn gánh chưa. Các thầy cũng vẫn có những cái gánh mà nhỏ chừng gánh còn nặng hơn mình đó, phải không? Ở nhà mình còn kiếm cái gánh cái nhà chừng triệu là trả cái phục hơn. Mà mỗi một cái chùa này xây, một cái chùa này xây đâu phải muốn, đâu phải để. Vì thì cái sự nó nặng nề nó lắm tăng, vì vừa phải lo chuyện điều hành xây cái ngôi chùa, vừa phải điều phục những căn tánh chúng sanh trong cái căn chùa, đâu phải đơn giản. Vì vậy nếu người đó không có đủ năng lực để nhân duyên gánh thì dễ bị sao, bị buông trôi và thả gánh nữa chứ. Nhưng cuối cùng dù là mình gánh, mang gánh hay nhân duyên gánh, cái thủy chung chúng ta cần nhớ rằng là hết sức của mình đến nào đủ nhân duyên buông thả, không chính mắt không khổ nào. Ví dụ như bây giờ thầy điều trị ra để xây đường 6 triệu, rồi bao nhiêu công trình để làm ra, nhưng thầy không chính mắt. Nếu vô thường đến, thầy cũng đi bình an, mà thầy không nói cái này tiến hóa của con, thì cái này mình không biết buông thả. Mình cũng vậy, mình có cái thân này lớn lên, cha mẹ vừa sinh ra, cha mẹ làm cái giấy khai sinh cho mình, rồi mình tự làm, mình sống bằng cái giấy khai sinh, bằng cái tên tuổi cha mẹ đặt, rồi tự mình đi tìm một hai cái gánh riêng cho mình, rồi mình bắt đầu tự mình phải vận dụng trí tuệ của mình na những cái gánh của mình, để gồng những cái gánh của mình, cho mình gồng gánh, gồng cái sức mình lên để gánh những cái gánh mình tạo. Vì thì có gánh cũ, có gánh mới, gánh của mình là gánh cũ, của gánh đó là mình tạo.
Rồi trong khi mình có cái mới này á, lâu ngày nó thành cũ rồi, mình thấy mình tìm nhiều cái gánh nữa. Có nhiều người còn gánh gánh xung quanh, gánh nhiều hàng xóm, nhiều thứ lắm, chúng ta đơn giản. Nhưng mà làm thì làm, trong lòng mình nhận biết tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp là vô thường. Cái gì nó có mặt bằng hình tướng thủy chung nó là tạm đó. Thân này nếu nó thật sự không giả thì nó đâu có thay đổi đâu. Mắt mình bây giờ bắt đầu mờ hơn chút, chân mình bây giờ yếu hơn ngày xưa. Hồi đó mình lên cái núi chùa từ hôm này đơn giản có mấy chút xíu mà mình lên tới rồi, lên tới rồi chạy vòng vòng chụp lịch, giờ lên tới ngồi thở buồn cũng sao có đủ sức chịu lên. Chờ xong rồi căn giờ đi xuống, còn phải xuống khoảng ấy trễ. Cái gánh này, cái thân tứ đại này đã đến lúc nó làm sao? Nó mòn mỏi cái năm tháng. Đây cũng là một cái. Cách đây một tuần, bác bà có khai thị cho một sư cô bán thế xuất gia. Cô dự trùng đi dự pháp tu, thì đưa tới nơi thì cô bị tai biến. Bị tai biến thì không qua được. Lúc đó bà ở Toronto thì các vị báo cho biết là sư cô chắc không sống. Và cô cứ nằm hoài, cô cứ hết hoài, chắc nhờ thầy cho cô vài lần. Thì có quà khai thị, phong về FaceTime khai thị. Sư cô là một người xuất gia. Người đời chúng ta xuất ra thủy chung chúng ta vẫn biết một điều rất cơ bản là cõi đời là cõi tạm, không cần tu không tu gì hết. Cái điều cơ bản chúng ta biết trong đầu mình là đời là cõi tạm. Rồi lớn lên sư cô học học cho nên cô nhận thức cái chân thật của cõi tạm, cho nên dám bỏ cái thân đời sống thường nhật của mình để làm người xuất gia. Thế thì bây giờ cái tuệ giác của sư cô phải mạnh hơn, phải sáng hơn và phải nhận biết rằng thân này là tạm. Giờ phút này là giờ phút sư cô phải chứng được cái đạo lý của cõi tạm chứ không có phải văn tự. Sư cô làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ, làm tròn bổn phận của một người bạn đời đối với người phó thờ, rồi đối với trọn vẹn với người con của mình. Bây giờ phủi hết tất cả để làm người xuất gia, thì đây là giờ phút bổn phận của sư cô phải làm, đó là buông xả toàn bộ. Vì tất cả các pháp kia cô đã bỏ, cái pháp làm vợ không có với mình nữa, pháp làm mẹ không còn nữa. Bây giờ pháp của mình là pháp của một người xuất gia. Và người xuất gia là phải chứng nhận được cái chân lý dị màu là các pháp tạm. Khai thị buổi khuya khi 3 giờ sáng của mình. Thì ở đây có bài kinh nhắc Đức Phật dạy cái bài kinh này, chúng ta không có hiểu lầm cái ý của Phật là buông gánh, nghĩa là chúng ta thả trôi tiêu cực. Mà nếu đến lúc nào buông được cái nào không còn phải khổ lụy nó, chúng ta nhẹ. Cũng giống như nếu mình cầm trong cái túi của mình là một cái củ khoai mà nó vương rồi thì sẵn sàng hột ra bỏ cái củ khoai đó mà không một chút lụy. Thì trong cuộc đời này có nhiều cái chúng ta vẫn phải gánh tay như thế. Mình có mặt trong cuộc đời này mình gánh như nãy giờ mình học đó. Mình sinh ra là mình gánh một cái thân thể của tứ thân ngũ uẩn này đó. Rồi bên cạnh đó mình lại thêm gánh nữa là cha mẹ làm cho mình cái giấy khai sinh, và mình chính vào cái tên ai gọi tên khác là mình tự liền. Và thậm chí mình sợ uống vào đúng tên mình phải ghi cho đủ. Như vậy rõ ràng mình chính vào cái tên mình cái gì đó. Rồi chưa nói cái tuổi đi vượt biên qua đây khai xùi khai lùi khai tám gì đó, thường thường mấy cái đám tang là phải nghỉ vụ này, hoặc là đi qua ngày đám cưới bắt đầu mới khai tu thật. Con sinh năm đó
nhưng tại vì lúc nào nói như vậy không có phải là sai lỗi gì, nhưng mà ở đây mình muốn nói cái chỗ mà chúng ta dính đó. Thậm chí ngày sau lúc bình thường mình sai giả, nhưng mà gặp một cái sự cố nào rồi mình rất là sợ xài không đúng tuổi đó. Nhưng mà chúng ta cũng được, bây giờ nói thật là xài đúng tên hay xài tên giả của thật gì cũng chết hết, cũng vô thường cũng biết đó. Giờ không dạy mình gắn, mang gắn và nhân duyên gắn. Và cái nhân duyên gắn này là cái chỗ á, là chúng ta phải hiểu. Có những lúc chúng ta tăng dần cái đấm chìm vào trong. Ví dụ mình gặp một cái người đó là chút, nhưng mà cái tình cảm của mình cái người đó nó quá khó khăn, thì cái tình yêu ngay cái ngày đầu và cái thời gian dài nó sẽ tăng lên, cái ái của mình nó dính dần lên vì cái sự gắn bó. Như nãy qua đó một ví dụ như một đứa con, rồi ngược lại đứa con đó mà nó không dễ thương với mình, thì bắt đầu mình vừa buồn phiền nó, khổ lì nó, nhưng trong chiều sâu không bỏ được. Thì bây giờ là hỷ nộ ái ố của thất tình của thế gian nó trộn rộn, nhưng mà vẫn là một cái nhân duyên khổ vui mà nó trà trộn mình đi hết. Quý vị nghĩ coi, mở ra một cơ sở làm ăn bán đất bán kế hả, vẫn phải đeo, đến khi nào hết nổi rồi thì chừng đó phải buông thôi, khai gây bất xí hoặc là bóp ra khỏi cái nhà hàng, đành mất hết tất cả. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình bỏ liền tại chỗ, cũng đeo đuổi một thời gian đến lúc nào mình kiệt quệ hết rồi. Nhưng mà đó là mình nói về cái nhà hàng, chứ giờ chồng con, nhất là con bỏ. Ngày hôm qua có mấy vị lên gửi cha mẹ với con cái, rồi hôm qua mới nói may phước đó, là mình gặp cha mẹ khó dễ với mình, nhưng bù lại mình được một người chồng, một người vợ thông cảm. Không mà mới sao cô còn thấy cái này là cái may mắn chứ, mình chỉ bị có một bên thôi, là cha mẹ mà mình làm con thì không cảm được thì thôi, mình phải sống với cái tình huống này. Nhưng mình may mắn là người phối hậu của mình là rất thông cảm cho mình. Bây giờ đạt một cái trường hợp thứ hai là ổng không phải là người thông cảm, ổng là người trách móc. Cô là người đứng giữa này, về bên này thì bị chồng, về bên đây thì bị cha mẹ, chừng này là khổ bên này, hai cái gánh nó nặng lắm. Còn bên này đỡ cái này đầu nặng đầu nhẹ. Thì Pháp Hòa nói như vậy để chúng hiểu được cái chữ nhân duyên gánh. Có những lúc trong cuộc sống của mình gánh cái này thuận theo, đi theo nhân duyên nào mình thuận gánh nhân duyên. Còn quan trọng là mình có cái sự tu tập. Nếu mà nó học bài kinh này thì mình sẽ buồn trách đời mình cả. Hôm qua có hai chị lên đến lớp đó để gặp con là một bước đó. Ủa anh chị mới đến đây phần hả? Dạ con mới đến đây, con đang đi kiếm chỗ vô đây, đang chuẩn bị cũ tại phần hả. Thì gặp với đứa nhỏ, đứa nhỏ mà nó bị tăng động, nó không ngồi yên, nó phá tắt, nó chạy. Nhìn vợ chồng nét rất là buồn. Con còn hỏi chứ anh chị có, mình biết cái này cái bệnh, nhưng mà anh chị hàng ngày có lễ Phật của những già có, tối nào con cũng đều biết con năm xin nước chú con năm cho cháu. Thôi lấy cái phòng ra, con và chỉ cho cái bài sống tối, bấm vô 36 hối 35 vị Phật ngắn ngắn thôi, thời gian là hộ tối lại 35 vị này rồi cầu nguyện. Có bà nói nếu bấm nghiệp không phải anh chị mà đứa nhỏ này, nghiệp là nghiệp của nó, còn anh chị không có nghiệp, anh chị là cái nguyện đời trước anh chị có thể phát nguyện cứu giúp một đứa nhỏ này. Cho nên ráng nuôi nấng giải vì trên vui nó cơ áo một việc là thêm cái gia tăng vào cái sự sám hối và nguyện để giảm cái phần nghiệp trước. Còn cái nghiệp thân của nó là nó phải tăng động, nó thế này thế kia, nhưng mà cái nghiệp thức nó nặng lắm,
cho mình sống nói để giảm cái nghiệp đó. Có nhiều khi con người mình sống trong lòng của mình phiền não nhiều lắm, đó là nghiệp tức đó. Và chính cái chỗ đó mới đưa mình đi vào sạch. Ở ngoài nhìn thì có vẻ vui vẻ hồn nhiên, nhưng mà đâu có ai biết trong lòng mình hờn giận đủ người này người kia, trách móc thế này thế nọ. Sống bằng cái nhận thức và nghiệp lực thói quen. Cho nên anh chị cho tôi đúng là nhân duyên tự nhiên được con đến đây ngay cửa gặp quý thầy quý cô, tiếp xúc chỉ có 10 phút thôi không lắm, có mà chỉ cho sẵn không, tại vì người ta đâu có thời gian nhiều, một đứa nhỏ gì cực lắm. Bây giờ mình đưa một cuốn sách nói dài quá sao mà không chỉ cho đã hỏi đi lại 35 vị Phật. Đó là cái bản kinh trong kinh Bảo Tích, 35 vị đó đâu ở trong cái quyển Hồng Danh Bảo Sáng. Tại vì khi mà soạn cái bản văn sám hối là ngài Bất Động Pháp Sư dựa theo hai quyển sám hối, 35 quyển cuối cùng là trích từ trong kinh Đại Bảo Tích, từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến Pháp Giới Bàn Thân là trong cuối cùng mình thấy là rồi thêm Phật Hạnh Phổ Hiền. Nhưng bây giờ nói dài đọc xong rồi chỉ thẳng con xin đại vì cho con của con, nguyện cho con chúng con tiêu trừ những việc chứng lực lợi gì đó. Mình nói đây thật ra mỗi ngày đó là giây phút gì, giây phút để anh chị định cái tâm, hướng tâm về thực hiện cái giải nghiệp. Đó là một hình thức giúp cho người ta an tịnh trong một khoảng thời gian mỗi ngày để chuyển cái tâm thức, không thôi là trách móc. Tôi sang vợ chồng tôi sống đâu có ai ở xấu ác với ai. Nhiều khi đó trong cuộc sống mình gặp mình hay than vậy, tôi nghiệm là tôi thấy tôi đâu có xấu ác mà tại sao tôi gặp như vậy. Nếu mình cứ như vậy hoài là cái tâm trí mình nó trùng. Bây giờ hướng lên đây không phải là nghiệp mà là nguyện, nghiệp có tiếp được cái gì. Cho nên ví dụ một vị thầy trụ trì mà gặp chúng sanh mà khen thưởng, đó là nghiệp của thầy, nguyện của thầy. Tại vì thấy nguyện thấy về cái mức độ đó thì ở đó thì thầy phải gặp những đối tượng thầy. Mà nếu mà thầy thấy là cái nghiệp của thầy thì thầy không tâm đạo được. Còn thầy thấy thầy là cái nguyện của thầy, cho nên người nào khó thầy cũng phải đến, dở thầy cũng phải theo. Vì thầy biết được cái thứ ba là gì, cái gì gắn nhân duyên gắn. Còn khi nào giữa mình với người đó thật sự hết duyên, một là mình đi, hai người đó người đó đi, thì chừng đó mình mới viên mãn cái gánh của mình, thì gọi là gì, buông cái gánh. Cho nên có một câu hỏi Phật giác là có ba cái: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vậy thì tại sao các vị Bồ Tát không có được giác hạnh viên mãn? Tại vì các ngài phát cái nguyện là tự giác và giác tha. Thế mà các ngài mà đến cái chỗ giác hạnh viên mãn thì thành Phật. Nhưng các ngài không thọ nhận cái chỗ giác hạnh viên mãn, và các ngài chỉ nhận cái chỗ gì, tự giác và giác tha. Cũng giống như mình nói thôi, tôi còn sức khỏe, tôi còn làm được ngày nào tôi làm ngày đó. Còn nếu một ngày nào mình mệt, mình tuyên bố cái tôi mệt mà tôi xin nghỉ, thì đó mình lên phòng mình nghỉ, không xuống bếp nữa, không lên nhà làm cái hay gì nữa. Tại vì đến đó là mình viên mãn thành Phật. Nhưng một Bồ Tát thì không có giác hạnh viên mãn, vì cái hạnh nguyên của các ngài là phải tự giác và phải giác tha. Nguyên hiểu được cho nó nè. Cho nên hôm nay buổi sáng này Phong đã trích một bài kinh, và bài kinh này Đức Phật nói mấy việc đó. Thứ nhất là gánh, thứ hai là mang gánh, thứ ba là nhân duyên gánh, thứ tư là buông gánh. Hồi sáng giờ em gánh, em mang gánh, em nhân duyên gánh, tới giờ em phải buông gánh. Nhưng mà trước khi mà mình thọ hướng là con bà xin hỏi là mình nghe được cái bài này mình có hiểu ý không? Mình hiểu ý không? Nó ứng dụng được trong cuộc sống không? Ứng dụng ha, mình là thân ngũ uẩn, mình là gánh,
không? Rồi mình có giấy khai sinh, có tên tuổi đó, là mình mang gánh hoặc là mình tạo thêm một cái gánh của mình, rồi mình phải tùy thuận theo mọi cái gánh mình tạo để mà là gánh duy gánh. Nhưng mà cố gắng giữ cái tâm nó bình lặng, không có hỉ nộ buồn vui theo cái mà chúng ta thường tình chúng ta sống, hết lòng với nó đến khi nào mình viên mãn trong cuộc đời này, mình đã làm hết cái bổn phận của mình. Nhưng củi hết thì lửa tắt, củi hết thì lửa tự tắt. 24 giờ rồi thì tự động nó phải đi qua một ngày. Thật ra thì nó vẫn là một sự luân chuyển, nhưng mà người ta quy định một khoảng thời gian để nó đi qua một cái trang sách mới. Cũng giống như mình hết trang sách này thì mình làm tới trang sách khác, đến khi nào cái trang cuối của cuốn sách thì mình đóng lại. Đời của chúng ta ngắn dài gì, bất cứ một quyển sách nào nó cũng phải có trang đầu và trang cuối. Đời người chúng ta cũng thế, vui buồn gì trước sau thì cũng phải có ngày đầu và ngày cuối. Nhưng mà quan trọng nếu như một cuốn sách đó toàn là những bản nhạc buồn thì nó sẽ buồn. Nhưng nếu nó có chuyển từ những bản nhạc buồn thành những bản nhạc vui thì nó là một quyển sách có giá trị. Cũng là một quyển sách, nhưng nếu không biết viết vào cái cuốn sách đó, người sao không học được gì hết, toàn là những cái chữ nghĩa quên quên. Còn nếu như mình ý thức từng trang giấy, mình viết xuống cái gì cho nó rõ ràng thì một cuốn này có giá trị cho người sao tờ nhận biết. Mong đại chúng nghe được bài chương này, hiểu được cái bài chương này và chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin đại chúng hoàn tất. Nguyện đem công đức này